Đây là kết quả của khách hàng sau khi sử dụng phác đồ điều trị nám không bong đa tầng nano sinh học Hưng Đích của Fan Green. Cả nhà cùng gặp chị Minh Châu đến từ Hà Giang nha. Xin chào chị có thể giới thiệu về bản thân được không ạ? Chào cả nhà nha, mình là Minh Châu, mình hiện tại thì đang ở Hà Giang. Mình vừa được thực hiện xong cái công nghệ nám không bong của Fan Green và bây giờ là đã được 5 tháng. Thì là với cái kết quả là rất là ưng ý luôn, tại vì cái da của mình thì da rất là khó để điều trị, bởi vì da mình nó rất là xấu và cũng đã dùng rất là nhiều sản phẩm của những hãng khác nhưng đều không mang lại kết quả như mình mong muốn. Nhưng mà dùng lại ở Fan An thì mình cảm thấy sản phẩm rất là ok, tại vì mình đã nhận được cái kết quả rất là ưng ý. Và Châu đấy, năm nay bao nhiêu tuổi và chị đang làm công việc gì ạ? Mình thì năm nay là 39 tuổi và mình cũng đang làm nghề làm tóc. Đang làm nghề làm tóc, đã trải qua rất là nhiều. Đang làm nghề làm tóc và đã trải qua rất là nhiều những phương pháp về điều trị nám nhưng mà không hiệu quả. Sau khi mà đến với Fan Green từ ngày 5 tháng 7 năm 2023 thì đến nay là tròn 5 tháng. Thì với phương pháp điều trị nám của Fan Green thì chị cảm thấy thích nhất điều gì ạ? Mình thấy với phương pháp nám của Fan Green thì mình thấy thích nhất là cái ưu điểm của nó là không sưng, không bong và không phải kiêng khem như thế hết. Mà thời gian thì lại không quá lâu. Tại vì với mình thấy là thường là các phương pháp khác thì nó cũng phải từ 2 tháng trở lên, thậm chí là 6 tháng. Và xấu rất là lâu, nhưng mà mình thì chỉ tầm 10 ngày đầu tiên là mình cảm thấy là da hơi sạm một chút thôi. Còn từ 10 ngày trở đi là da bắt đầu đã sáng dần và đẹp dần. Và cái phác đồ điều trị nám đến thì nó chỉ dừng lại tầm 40 ngày thôi. Là sau đấy là mình chỉ dưỡng thôi, là da nó đến bây giờ là 5 tháng thì da rất là ok. Sau 5 tháng rồi da vẫn đẹp hiệu quả đúng không? Như Đạt thấy rằng là đối với nhiều phương pháp thì nhiều chị em chia sẻ là sau khi mà mình làm điều trị nám khoảng sau khi mình làm điều trị nám tầm khoảng là 1 tháng hoặc là 2 tháng, 3 tháng thì da sẽ bị xấu đi, nhưng mà có chị sau 5 tháng thì chị cảm thấy da của mình có bị xấu đi so với khi mà mới điều trị không, hay là da như thế nào? Da của mình thì mình cảm thấy là từng ngày càng ngày nó càng đẹp lên, tại vì là bây giờ là đi đâu thì mọi người cũng được mọi người khen là da đẹp, tại vì mọi người cũng biết da trước của mình rất là xấu. Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vừa làm cho mình gì ạ? Sạch nám và đồng thời da của mình trở nên khỏe hơn và nó không bị tái phát, cũng không bị tái nám quay trở lại sau thời gian là 5 tháng đúng không? Và chị còn cảm thấy điều gì, chị cũng muốn nhắn nhủ với các chị em phụ nữ khác không ạ? Mình muốn nhắn nhủ tới chị em phụ, tất cả chị em phụ nữ là nên làm đẹp và sớm nhất có thể. Tại vì là nếu mà bỏ quên mình thì rất là tiếc đấy ạ. Chị có sẵn sàng giới thiệu và chia sẻ phương pháp nám không bong của Fan với người khác không? Có chứ ạ, tại vì là mình muốn là đã là phụ nữ thì mình muốn ai cũng được xinh đẹp tỏa sáng ạ. Vâng, rất là cảm ơn chị.